Ngày 7 tháng 12 năm 2023, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình gặp mặt nhà lãnh đạo, nhà quản lý và lễ trao giải thưởng Giọt hồng lần thứ 16 năm 2023 với thông điệp Hiến máu cứu người bắt đầu từ nhà quản lý. Giải thưởng Giọt hồng do Viện Huyết học Truyền máu Trung ương xét tặng và trao giải từ năm 2008 nhằm tri ân, ghi nhận và tôn vinh những tập thể, cá nhân có đóng góp tiêu biểu hàng năm trong công tác tổ chức hiến máu, phát triển và duy trì ổn định nguồn máu an toàn, chất lượng. Nhờ đó, năm 2023, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã tiếp nhận được 485.437 đơn vị máu. Tại chương trình, Ban tổ chức lựa chọn trao giải thưởng Giọt hồng cho 19 tập thể và 8 cá nhân tiêu biểu. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương nhấn mạnh sự quan tâm, thấu hiểu và vào cuộc đầy trách nhiệm của các nhà lãnh đạo đối với hoạt động hiến máu đã góp phần đem đến nguồn máu an toàn cho người bệnh.